Ngày hôm nay các bạn bấm đăng ký kênh của mình nè, rồi các bạn bấm thích video này của mình, sau đó các bạn comment xuống tên nhân vật của mọi người nha. Rồi cuối video thì mình sẽ phát giải thổ vàng cho mọi người nữa. Ui, 20 kim cương miễn phí nha mọi người. Rồi, ngày thứ 5 được 20 kim cương miễn phí luôn. Rồi, ngon nè. Rồi, ngày hôm nay á là các bạn sẽ nhận luôn được cái hộp này luôn nha. Được 5 nữa là được 25 kim cương miễn phí nha mọi người. Một cái mũ ông thay ma với lại một cái cánh ông thay ma. Nhưng mà bây giờ thì phải làm nhiệm vụ xong rồi các bạn mới đổi được cái hộp tiếp theo nha. Bạn nào mà chưa tới cái hộp này á thì chắc là mình nghĩ là do mấy bạn không có chịu làm nhiệm vụ á. Đó, trời ơi, 25 kim cương. Xong rồi được cái mũ với lại cái cánh vri nữa, quá ngon luôn mọi người. Với lại thì cái nhiệm vụ ngày hôm nay á là mình sẽ hoàn thành luôn hai bước này nữa, nhưng mà mình không biết có đủ hay không. Ok, let's go. Bây giờ thì mình sẽ làm cho đủ cái nhiệm vụ ngày hôm nay luôn nha mọi người. Ơi, nhưng mà khoan, từ từ, để mà tôi làm cái hiệu ứng này với bà nhím để mà làm xong cái nhiệm vụ cấp bồ đó nha các bạn ha. Đâu rồi ta? Đâu mất tiêu rồi. Em bấm thử cái nhím ơi, alo, bấm thử cái kia thử. Đây nè, bấm thử cái này thử. Anh đang quay YouTube hả? Đúng rồi em ơi. Một cái nữa. Rồi, đấy, ok, xong nha. Rồi, ok, bây giờ thì tụi mình sẽ làm full hết tất cả nhiệm vụ để mà nhận đồ ngày hôm nay nha mọi người. Hôm nay cũng là ngày cuối cùng luôn á, mình nghĩ là ngày cuối cùng. Với lại thì sẽ có một cái hộp mới, một cái hộp zombie. Trời ơi, mọi người thấy cái hộp chưa? Trời ơi, ta nói ngày mai là các bạn sẽ nhận được free á. Ngày mai là các bạn sẽ nhận được cái hộp đó free miễn phí nha mọi người. Hôm nay là thứ hai cho nên là mấy bạn đi học hết á. Nó không có ai quay chung với tôi hết mọi người à. Tại vì mấy bạn đi học hết rồi, không có ai quay chung với tôi hết, buồn ghê đó mọi người ơi. Không có ai quay clip với mình luôn, có một mình tôi quay video à, buồn chứ gì trời. Hãy tìm túi kênh cảnh sát mặt Rosa ở con kênh trong khu trung tâm. Rồi, mà công nhận là cứ thứ hai đầu tuần nào á, mình quay video mọi người thì cũng vắng hết các bạn. Tại vì các bạn toàn đi học không à. Đây ok, hình như cái đường này là qua khu trung tâm đúng không ta? Đây để mình qua thử. Đúng không nè, mình không nhớ nữa. Nó có mấy cái ống cống luôn, nhưng mà hình như mấy cái ống cống này là đi đâu á. Qua khu trung tâm nè, đấy mọi người thấy không? Đó, cái cách mà tôi đi qua khu trung tâm siêu nhanh đó mọi người. Khỏi cần phải ra Plaza, đây. Rồi, bây giờ sẽ nhặt cái túi cho NPC nha. Đâu rồi, ở bên kia. Đấy mọi người thấy không? Đó, nhiệm vụ đợt này á, làm nhanh quá các bạn ơi, nhanh quá. Hôm qua mọi người có xem cái video của mình không? Đấy, hôm qua cái video của mình á là sẽ nói về cái sự kiện sắp tới nha. Sẽ có một cái sự kiện để cho các bạn cày, để các bạn đổi đồ nội thất nè. Xong rồi sẽ có thêm những NPC người chơi bị nhiễm bệnh xanh nha các bạn. Bị nhiễm bệnh da xanh nha, ghê lắm các bạn ha, sợ lắm luôn á. Ngày mai nha mọi người, ở đâu? Vài hôm nữa các bạn ha, vài hôm nữa mới có nha. Rồi, bây giờ thì các bạn đừng quên là hãy bấm đăng ký kênh, like video này. Ngày mai thì mình sẽ tặng cho các bạn một cái gói VIP pass nữa nha mọi người. Ngày mai mình sẽ tặng gói VIP pass nha. Ơi, một con ốc sên nè. Mày hả bưởi. Đi đâu? Rồi, hôm qua bạn nào mà xem live của mình trên top á thì các bạn mới biết mình làm cái nhiệm vụ bắt chuột đúng một tiếng luôn các bạn ơi. Chỉ còn 3 phút nữa thôi là xong nhiệm vụ luôn á. Mình tìm gần một tiếng đồng hồ thì mới đủ 3 con chuột. Một con bạch tuộc thay ma hả? Có luôn. Rồi, ok nha. Đây, để coi thử. Sao chưa nhận được ta? Mới có 12 rồi. Tiến sĩ chấp chép đúng không? Ok, mình sẽ làm cho nhiệm vụ của ông tiến sĩ chấp chép để hoàn thành cái đó nha mọi người. Rồi, hôm nay chắc chắn là mình nghĩ là sẽ gần đủ. Ôi, một con cá đuối hả? À đúng rồi, bạn nào ví dụ như mà tới cái nhiệm vụ con cá đuối mà các bạn không có thì các bạn hủy nhiệm vụ nha. Rồi các bạn nhận lại nha. Đó, thì nó sẽ bắt các bạn tìm 3 con chuột rồi hủy tiếp các bạn ơi, hủy tiếp. Khi nào mà ra ốc sên thì thôi nha mọi người. Đây rồi các bạn ơi, mình hủy nhiệm vụ xong rồi mình vào lại thì nó cho mình làm nhiệm vụ mới nha. Đó là nhiệm vụ ốc sên nha. Nhiệm vụ này thì mình đã chuẩn bị rất là nhiều ốc sên rồi. Chơi gian nhưng mà không sao nha mọi người. Bắt buộc mình phải chơi gian thôi. Tại vì mình không có con... mình không có con cá đuối nè. Nhưng mà mình nghĩ chắc mình sợ là không đủ rồi mọi người ơi. Không đủ rồi, không thể nào đủ được. Mình nghi lắm mọi người à, mình nghi lắm. Ê, có chuột kìa. Tự dưng hôm nay lại chuột xuất hiện nhiều dữ ta. Khoan, để mình nhận nhiệm vụ luôn mọi người. Mình nhận nhiệm vụ luôn nha. Đây. Mình nhận nhiệm vụ luôn. Wow. Hai con. Đây. Ngon. Một con này mọi người ơi. Ui, Hôm nay hên thế. Được hai con luôn nè. Trời ơi, kiểu này chắc xong nhiệm vụ của ông này sớm quá. Hai con luôn. Rồi, một con nữa thôi. Kiểu này chắc là xong sớm. Hoặc cũng có thể là kiếm con này tới mai kiếm không ra luôn mọi người.
nghi lắm nha. Từ từ phải đi tìm thôi mọi người ơi, mình còn một con nữa thôi, ráng làm luôn cái nhiệm vụ này nha mọi người. Ráng làm luôn đi, còn có một con nữa nha. Trời, còn một con đúng không, tự dưng lại có hai con luôn. Có lẽ nào mình là người làm nhiệm vụ này sớm nhất không ta? Một con nữa thôi, trời ơi, một con nữa thôi mọi người ơi. Một con nữa. Úi dồi, một con nữa thôi. Lần đầu tiên nha mọi người. Nếu như mà mình làm nhiệm vụ này mà hoàn thành sớm thì chắc mình là người đầu tiên quá. Không thấy luôn ta. Ui, kiểu này thôi toan rồi. Kiểu này chắc ông lừa mình rồi các bạn ơi. Ông lừa mình rồi. Ông bảo mình nhận nhiệm vụ đi. Con thứ ba một tiếng sau nó mới cho xuất hiện. Ôi thôi xong rồi, bị lừa rồi. À ha, đây. Vừa đi ngang qua các bạn hên quá. Bữa nay 55 phút là xong rồi. Nó hơi chậm một tí, các bạn thông cảm nha. Nói chung thì 55 phút lại đối với mình là nhanh rồi đó. Hôm qua mình làm tới phút thứ 3 mới xong nhiệm vụ rồi đó mọi người. Các bạn không tin, các bạn coi like không TikTok ngày hôm qua các bạn biết ngay. Trời ơi, tới phút thứ 3 mới xong cái nhiệm vụ này luôn á. Ui ui, hên ghê các bạn ơi. Hên. Mình tính để tối mình làm, tại vì tối mình có thời gian á. Xong rồi mình sẽ đi tìm chuột. Bữa nào mình tìm cũng phải nửa tiếng mới xong mọi người, thề luôn. Tìm đúng nửa tiếng đồng hồ mới xong rồi. Tiếp tục tới cái nhiệm vụ của Thanh Khiết nha mọi người ha. Rồi đây nữa là xong luôn nè. Đấy, hôm nay sao tự dưng nó lại lẹ dữ vậy ta. Quá đơn giản luôn mọi người ơi. Tự nhiên mình làm xong được cái nhiệm vụ chuột sớm cái tôi vui xỉu luôn á. Ờ đúng rồi. Ờ hình như là phải câu ấy các bạn, phải câu nữa. Mình phải đi câu thêm bạch tuộc với lại cá đuối nữa, để vài hôm mình sẽ làm thêm nhiệm vụ đổ vách ngăn nữa mọi người. Tuy là sắp hết sự kiện rồi nhưng mà mình vẫn làm tiếp nha. Đổ vách ngăn. Đợt này thì mình chỉ cần mỗi cái vách ngăn thôi à. Rồi 8 cái đúng không? Đây luôn, cả luôn. Ok. À hình như là hôm nay mình đổ được cái này nữa nè. Cái tóc nha mọi người. Từ từ nha. Để mình đổ tóc cho các bạn coi nha. Đây. Từ từ để làm xong nhiệm vụ đây, còn có 2 phút à. Tí nữa mình lấy tóc cho các bạn coi nha. Tóc cũng đẹp á, nói chung cũng được. Hợp với lại cái mặt lắm. Rồi đấy. Còn cái nữa bên kia. Rồi nhanh nào, tranh thủ nào. Lên xe cho nó nhanh các bạn ơi. Ơ, còn cái nữa đâu ta? Thôi. Còn một cái nữa. À chỗ kia kìa phải không? Trời ơi, đi ngang qua luôn mà. Ông kia ông để xe ngay đó mình không thấy luôn á trời. Báo thì cái chơ. Để xe ngay đây tôi không thấy luôn á. Báo thì cái chơ. Rồi xong nhiên. Nhưng mà chắc vẫn chưa đủ đâu nha mọi người ơi, vẫn chưa đủ đâu. Rồi đây nè. Ok nè. Đó, rồi nhưng mà không đủ được. Phải biết ngay mà, tôi biết ngay mà, phải đợi vài hôm nữa. Bây giờ sao đây trời, bây giờ làm sao đây các bạn nhờ. Vẫn không kịp nha các bạn, vẫn không kịp được. Ok, rồi bây giờ về nhà nè. Đổi hộp quà mở lấy cái cánh ong với lại cái mũ mới này. Này, thời khắc quyết định làm giàu là đây rồi. Rồi, nhận luôn cả cái mái tóc mới nha, đây luôn. Mọi người có để ý một cái gì nó khác thường không? Là cái bảy nhiệm vụ này nó đổ lại rồi các bạn ơi. Hình như là nó làm lại đúng không mọi người? Tôi thấy nó bị nhỏ nhỏ làm sao á. Hình như nó bị thiếu cái gì á. Đây nè, thiếu đúng không? Thiếu thì dễ nhìn hơn. Dễ làm hơn, dễ bấm hơn. Này ok. Wow. Tóc xịn của tôi free nha mọi người. Ngon nè. Ây da. Rồi ok chưa? Rồi đây nè. Đấy, tóc nè. Hai kim cương luôn. Rồi, wow. Tóc rất chi là lãng tử nha. Wow. Trời ơi, đổi cái mái tóc một phát là mình không thể nhận dạng được là mình là nam hay là nữ luôn mọi người ơi. Kiểu này chắc là bị lộn giới tính rồi mọi người. Rồi, nhận tất cả xu trong này luôn nha. 120 này. Wow, ok luôn. Ui, 200 tiền sao nha. Có hộp kim cương kìa. Hộp kim cương với hộp mới. Rồi, đây, lụm luôn. Wow, được có 5 kim cương à. Úi dồi ôi, được có 5 kim cương các bạn ơi. 5 kim cương thôi. 2007 đúng không? 2007. Thì ở đây thì mình thấy các bạn hay đổi cái size này lắm các bạn. Cái size lớn này, size này thì để con cá sấu thôi mọi người. Thì mình sẽ đổi một cái đi.
mình đổi thêm một bể nữa để mình đựng thêm một con cá sấu nữa. Rồi, gần đủ luôn đúng không? Rồi, mình sẽ đổi thêm vài vách ngăn nữa nha mọi người. Vách ngăn này luôn, ok luôn. Rồi, hộp thứ hai. Ta da. 5 kim cương luôn. Wow, trời ơi, ngon các bạn ơi. Rồi, hộp thứ hai của Thịnh nha. Đổi tiếp luôn nè, rồi một cái nữa nè. Đó, ok, rồi mọi người ra một xíu nha, để anh sửa cái nhà lại tới nha. Rồi đây, sửa nhà lại tí nè. Hôm nay thì mình được 3 vách luôn nha các bạn. Mình được 3 vách ngăn luôn, rồi, còn chưa? Ok chưa? Đấy. Từ từ từ, để mình chặn nó lại luôn, này. Ok luôn, wow. Đẹp các bạn ơi, đẹp. Rồi, một bể nữa thì mình sẽ để trong này luôn đi. Để bữa sau thì mình sẽ sắp xếp lại nha mọi người. Bây giờ thì mình sẽ đặt đại vào thôi. Ok luôn, bể này thì nó có cái hiệu ứng. Bể này không có các bạn, bể này không có nha. Bể kia mới có, bể này cũng không luôn. Rồi, mình sẽ để thêm được một con trong này nữa. Mình sẽ để một con cá sấu các bạn. Mình sẽ để một con cá sấu nữa nha. Hình như là mình còn một con nữa. Đây, đó. Wow, hai em cá sấu các bạn ơi. Hai em cá sấu nha. Rồi, nói chung thì cái khu vực của mình cũng sắp xong rồi mọi người ơi. Chỉ còn hai vách ngăn nữa nha. Hai vách ngăn nữa là mình sẽ đủ để mà đổi cái này nha mọi người. Rồi, ráng lên các bạn ơi. Tiếp tục. Đó chính là ui giời ơi. Màu xanh. Ui giời ơi. Ấy cha. Ơi mọi người có muốn mình sửa lại cái khuôn mặt một tí không? Cái khuôn mặt nào nó hợp ta? Ui khuôn mặt này nhìn đáng sợ quá. Khuôn mặt này nhìn ghê quá. Cái này ghê hơn nữa nè. Không có cái nào mà nó dễ nhìn nữa. Mấy kia nhìn sợ quá. Ờ cái này xanh xanh được nè. Nhưng mà nó nhìn nó không có dữ ha. Thôi cho nó cái này đi, nhìn cho nó sợ chơi nè. Đấy. Rồi, có mũ đúng không? Đây mọi người coi. Đây là full bộ trang phục con ong nha mọi người. Mọi người thấy thế nào? Full bộ trang phục con ong thay ma nha. Rồi mình sẽ cầm cái vượt mới luôn. À luôn cái bong bóng luôn. Đó, rồi full nha các bạn ha. Full nha, đã full nha các bạn ơi. Đã full. Trời ơi mọi người, nhìn cũng nói chung thì đồ free mà các bạn không thể đòi hỏi hơn nữa. Chủ yếu là mình lấy cái cánh thôi. Nhưng mà cái cánh này thì nó hơi lỏ, cánh này nó bị gãy các bạn. Cánh này á, ông nào cũng cạp. Ông cạp mất 2 miếng vậy đó ông trời, ông ác tuyệt luôn á trời. Ông nào cũng cạp mất 2 miếng luôn. Đáng lẽ ra là cái cánh nó phải như thế này nè. Đây mình có luôn. Đây, đó. Ít nhất nó phải như thế này. Đây là cái cánh thường khi mà nó không bị nhiễm chất phóng xạ nha. Mọi người thấy không? Đó. Trời ơi, ok. Rồi, các bạn đừng quên tham gia cái mini game ngày hôm nay nha mọi người. Bấm like nè, đăng ký kênh nè, comment tham gia mini game tặng gói VIP Pass ngày hôm nay nữa nè. Đấy. Rồi, bây giờ thì sẽ phát giải cho các bạn nha. Hôm qua, để mình coi thử, 984 bạn thì trong đó chỉ có 584 bạn đã đăng ký kênh. Hơn 400 bạn chứ, 400 bạn không đăng ký kênh kìa. Ui, hôm qua gần 400 bạn không đăng ký kênh luôn. Rồi, đầu tiên là bạn EB Nấm nha. Thì cái giải của mình đó chính là thỏ vàng nha các bạn ha, thỏ vàng. Cho nên là bây giờ thì mình sẽ quay về và tìm tên của bạn EB Nấm nha mọi người ơi. Còn gói VIP Pass á, thì ngày mai mình sẽ phát nha. Rồi, các bạn lưu ý nha, ngày mai tôi sẽ phát VIP Pass nha. Bây giờ thì mình sẽ tặng thỏ vàng cho bạn này nha mọi người. Không biết là bạn này muốn lấy thỏ vàng Nấm ơi, không biết là em muốn lấy thỏ vàng hay là em muốn lấy cái gì nữa đây. Anh cũng không biết tặng cái gì cho em nữa nhờ. Bây giờ em có thể lấy 20 thỏ vàng hoặc là cái này, hoặc là cái này, hoặc là cái này. Mọi người muốn mình tặng cho bạn Nấm cái gì mọi người? Hay là mình tặng cho bạn Nấm cái mũ nhờ? Cái mũ đi, cái mũ 20 thỏ vàng. Ngon này, cái mũ ngon này, đây. Ok. Tặng em nhé. Đấy mọi người nha, nhớ nha. Đó, xong nha, 20 thỏ vàng cái mũ xịn sò nha mọi người. Rồi, ký tường luôn. Thằng nè hi hi. Ok, những bạn còn lại thì nhớ nha, tham gia cái mini game gói VIP Pass ngày mai mình sẽ tặng cho các bạn nha.